Thưa quý vị, vụ đông xuân 2023-2024, huyện Long Điền gieo trồng 939 hecta lúa. Những ngày này, tại những cánh đồng trên địa bàn huyện, nông dân đang bước vào thu hoạch rộ. Theo chia sẻ của nông dân, vụ lúa đông xuân năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa tăng hơn so với vụ đông xuân năm trước. Giá lúa tuy có giảm so với vụ mùa năm 2023 nhưng cao hơn so với cùng kỳ nên nông dân vẫn có lãi. Ông Nguyễn Văn Phước ở xã Tam Phước, huyện Long Điền vừa thu hoạch hơn 5.000 mét vuông lúa giống dẻo bầu ML48, năng suất đạt khoảng 7,5 tấn một hecta, được thương lái thu mua với giá 7.000 đồng một ký lúa tươi tại ruộng. Ông Phước cho biết so với vụ mùa năm 2023, giá lúa thấp hơn từ 1.000 đến 1.500 đồng một ký, nhưng so với vụ đông xuân năm ngoái thì giá lúa vẫn tăng khoảng 1.000 đồng một ký. Do đó, sau khi trừ chi phí, ông Phước thu lợi nhuận hơn 15 triệu đồng. Cái sản lượng cái vụ đông xuân năm nay rất là khá, năng suất rất cao so với là cái vụ hè thu với lại lúa mùa, mà giá cả nó cũng nâng cao. Nhưng bởi vì cái bà con năm nay là cái đông vụ đông xuân rất là cái phấn khởi, là cái chỗ là được mùa mà được giá. Không khí thu hoạch tại các cánh đồng lúa tại xã An Nhất, địa phương có diện tích trồng lúa lớn nhất ở huyện Long Điền với khoảng 420 hecta cũng rất nhộn nhịp. Vụ đông xuân này thì làm thì nó có ăn một mẫu mấy đó, thì chi phí còn lại cũng tầm 40 triệu. Bây giờ cắt vụ đông xuân xong trời mưa xuống rồi mới làm đất rồi mới gieo lại vụ hè thu. Theo kế hoạch của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Điền, nông dân sẽ kết thúc việc thu hoạch lúa đông xuân 2023-2024 trước ngày 15 tháng 4. Sau đó nông dân sẽ xử lý đất để chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 với tổng diện tích hơn 1.000 hectare.